Rồi giờ các bạn nhìn cái bài số 1 luôn đi, câu 1, tạo thư mục, rồi tìm kiếm file. Mấy cái phần này các bạn đã ổn chưa? Có cần phải ôn lại phần này không? Rồi mình làm cái đề này hoàn chỉnh luôn đi ha. Như vậy các bạn nhìn thấy cái phần đề của chúng ta. Người ta yêu cầu là tạo trên ổ đĩa H, tạo nhánh thư mục như hình. Phần này thì các bạn tạo giúp thầy. Trên ổ C tìm kiếm 4 tập tin có phần mở rộng là INI và có dung lượng nhỏ hơn 5 kg. Thì chỗ này các bạn sẽ tìm kiếm trong thư mục ổ đĩa C. Và trong lúc chúng ta tìm kiếm thì các bạn đưa con trỏ vô cái phần tìm kiếm nè. Các bạn có thể là nhìn thấy nó yêu cầu là chúng ta tìm kiếm theo cái phần nào. Ví dụ ở đây tùy cái win nha. Nếu mà win 10 thì nó sẽ đưa ra cái menu cho các bạn là tìm kiếm theo cái size là bao nhiêu. Còn nếu mà các bạn xài cái phiên bản Win 8 thì các bạn click chuột ở đây, nó sẽ có cái chữ size ở dưới này. Nó có chữ size dưới này thì các bạn click chuột vô. Rồi ở đây size của mình là nhỏ hơn 5 kg. Nhỏ hơn 5 kg thì từ 0 đến 16 đi. Từ 0 đến 16. Và mình sẽ chọn cái đuôi là sao chấm ini. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ cho mình những cái file mà có cái size nhỏ mà cái đuôi là i.ni. Các bạn mới vào tranh thủ vào Facebook rồi các bạn vào Zoom để nhìn thấy được cái màn hình của thầy. Tiếp theo ở câu 2, chúng ta mở Word. Được chưa? Như vậy các bạn thấy là file của mình ở đây nè, có rất là nhiều file. Thì chúng ta chọn 4 file bất kỳ để chúng ta chép vào cái thư mục mà người ta yêu cầu. Dễ đúng không nào? Tiếp theo câu 2. Câu 2 người ta nói là tạo một cái file Word lưu ở trong một lưu bài thi. Chỗ này rất là quan trọng. Thì nếu như mà trong ổ đĩa người ta yêu cầu các bạn làm, giả sử là trong ổ đĩa D có cái câu 1 là bài tập TH04. Bài tập TH04. Rồi phía trong này nó có một cái thư mục là lưu bài thi. Thì khi các bạn tạo file Word, khi các bạn mở Word lên, tạo file new, bình thường mọi người làm ở đây, sau đó các bạn chọn lưu, lưu và các bạn gõ tên thì đúng, Word họ tên. Xong rồi các bạn gõ họ tên, rồi các bạn nhấn save, các bạn lưu luôn. Như vậy thì lúc này nó sẽ lưu ở đâu mà các bạn chẳng biết. Và đến lúc nộp bài thì lại không có bài. Và điều này rất lưu ý, các bạn phải chọn đúng cái thư mục mà người ta yêu cầu. Đúng thư mục mà người ta yêu cầu. Vậy các bạn sẽ chọn vô phần row và các bạn chọn đến ổ đĩa D, bài tập 04 lưu bài thi. Đó, và mình sẽ lưu ở đây là Word. Rồi, như vậy thì cái file của các bạn nó sẽ lưu đúng vị trí mà các bạn cần. Và nội dung của mình là nó là cái nội dung mà chúng ta đang làm. Được chưa? Như vậy thì lưu ý hết sức cái phần mà chúng ta lưu bài. Mở Word lưu xong, định dạng trang A4 và chọn cái chế độ
định dạng trang A4 các bạn chọn layout, chọn cho thầy size A4 và chọn cái chế độ mà chúng ta người ta đã định sẵn ở đây. Đó, người ta yêu cầu chọn chế độ. Còn nếu không có tên mà người ta chọn yêu cầu là top rồi pattern right left gì đấy thì chúng ta chọn theo thông số thôi. Nhưng chú ý nè, ở đây nếu mà trong đề thôi ở dưới trật tự giùm thầy đi, trật tự đi, trong đề người ta yêu cầu có thể rằng là các bạn phải set theo cái kích thước là cm, nhưng trong máy của mình kích thước nó lại là in, hoặc là trong đề thì người ta yêu cầu là set theo in mà trong máy của mình lại là cm. Như vậy lúc này chúng ta lại khó, chúng ta lại gõ con số vô là nó sai. Ví dụ người ta yêu cầu setup là 1 in nhưng mà đơn vị của chúng ta là cm thì chúng ta gõ vô đây số 1 thì lại sai. Chú ý giùm thầy chỗ này nhé. Như vậy làm sao để mình có được chính xác cái đơn vị đo mà người ta yêu cầu? Thì trong cái phần quạt này các bạn sẽ chọn cái phần more, thì nó có cái phần option để cho các bạn lựa chọn những cái thông số về kích thước. Trong này nó có cái thẻ advanced này, nó sẽ cho các bạn xem là kích thước chúng ta đang dùng là gì. Đây, kích thước đơn vị đo là gì? Đơn vị đo hiện nay là cm. Nếu trong đề yêu cầu các bạn là in hoặc mm thì các bạn chuyển về đúng đơn vị để các bạn setup nó không bị nhầm. Đó, các bạn chuyển về cái đơn vị này setup nó không bị nhầm. Được chưa nào? Thấy không? Thấy chỗ in chưa? Thì tùy trong đề nha, có đề thì nó yêu cầu là setup in, có đề nó yêu cầu là setup cm. Nếu mà máy của mình đúng như vậy rồi thì khỏi cần chỉnh. Còn máy của mình mà chưa đúng thì các bạn chỉnh lại cái đơn vị đo để mà các bạn làm cho nó khỏi sai. Rồi, như vậy mình đã setup theo cái yêu cầu. Bây giờ cái quan trọng nè, nếu như các bạn đọc đề mà các bạn chỉ đọc đến cái chỗ là format font là Tahoma size 11 thì các bạn làm ở chỗ đây, làm ở đây đúng không? Ví dụ font của thầy bây giờ nó không phải là Tahoma, bây giờ thầy sẽ gõ vô đây là Tahoma size 11 thì khi các bạn gõ văn bản nó cũng đúng yêu cầu nhưng không phải yêu cầu của đề. Cũng là Tahoma, cũng là size 11 nhưng mà mình setup ở đâu? Setup ở đâu các bạn? À, setup ở trong cái phần style normal ha, trong phần style. Như vậy thì các bạn phải vô cái chỗ style nè. Nếu như các bạn không thấy được cái style này thì các bạn click chuột vô đây, các bạn xem thử nó nằm ở đâu trong này. Và mình click chuột phải, chọn modify. Trong này font mình chọn là Tahoma size 11 là mình đã setup được font. Tiếp tục người ta nói rằng phần paragraph thì mình sẽ chọn là format paragraph. Rồi phần kênh lề alignment chúng ta sẽ chọn kênh lề là justify. Trong này các bạn chọn justify cho thầy. Line span là khoảng cách dòng, khoảng cách dòng ở đây người ta để 1.3 còn trong máy của chúng ta chỉ có 1.08 thì chúng ta sửa lại 1.3. trước là 6, point sau là 0. Trước chỗ này là 6, sau chỗ này là 0. Đó, before, after. Và chúng ta đã setup xong cái phần định dạng, chúng ta chọn OK. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái khoảng cách này nó đã thay đổi theo cái style của mình. Câu B, nhập văn bản. Như vậy cái phần là vitamin ABCD đó là cái gì các bạn? Cái gì? Nếu như các bạn không làm được chữ này thì các bạn cứ gõ vô. Rồi, để đó tính sau. Đúng không nào?
Phần tiếp theo chèn vô một cái hình. Như vậy thầy sẽ chèn một cái hình bất kỳ. Rồi ở bên kia chúng ta sẽ dùng gì? Ở phía bên tay phải chúng ta có thể dùng gì nào? Dùng dùng bảng, dùng table. Đem xuống bên phòng. Dùng table ha. Dùng table. Như vậy thì chỗ này chúng ta dùng table thì dùng như thế nào? Mấy cột đấy? Mấy cột nào? Mấy? Ba. Thực ra thì chúng ta chỉ có hai thôi. Cái con trỏ mà cái tay ở phía trước á thì chúng ta dùng billet, billet numbering để chúng ta canh lề. Ba cũng được, tùy các bạn, nhưng mà thường chúng ta sẽ dùng hai. Chỗ này mấy giọng? Mấy giọng? 1, 2, 3, 4, 5 giọng. Bây giờ chúng ta sẽ insert vô đây một table, hai cột, 5 dòng. Insert 2 cột 5 dòng. Được chưa? Cột đầu tiên chúng ta gõ vô đây. Cột thứ hai tác dụng. Liều dùng hàng ngày. Người lớn. Rồi tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có là A, B, C, D. Rồi phần này các bạn sẽ thấy là trong table của mình nè, người ta sẽ setup cho mình lại một giọng màu, một dòng trắng. Thì chúng ta sẽ chọn cái dạng như thế này: một dòng màu, một dòng trắng. Xanh cũng được, cam cũng được, cái gì cũng được, xám cũng được luôn. Được chưa nào? Đấy. Như vậy chúng ta đã có được cái tô màu. Bây giờ cái khung, bây giờ cái khung ở đây chúng ta sẽ kẻ khung như thế nào? Dòng trên dưới cuối cùng, còn ở giữa chúng ta bỏ đi. Như vậy các bạn sẽ chọn vô setup border, tất cả chúng ta bỏ đi ha. Chúng ta chọn custom nè, chúng ta vô phần setup border thì chúng ta sẽ thấy được là cái khung của chúng ta. Rồi, khi có khung rồi thì chúng ta bỏ khung giữa là một nè. Chúng ta bỏ khung đây là hai nè. Chúng ta sử dụng cái khung đầu, đầu của table. Rồi, cuối của table. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ có thể vẽ được cái đường đầu tiên và đường cuối cùng, còn cái đường giữa này là mất nha, chưa có đâu. Rồi, như vậy nó mất rồi đó. Chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Chúng ta chọn cái phần trên. Nếu như các bạn chọn một dòng này thôi thì cái của mình là nó là dòng nào đấy, trên hay dưới? Bởi vì mình chỉ chọn có một dòng này à, thì cái đường của mình nó là đường dưới. Ok, như vậy là mình đã kẻ xong. Còn nếu trong trường hợp mà bạn chọn cả hai dòng thì sao nào? Cái dòng của mình cần kẻ là dòng nào? Dòng giữa. Được chưa? Tùy theo cái các bạn chọn mà các bạn sẽ chọn là giữa hay là dưới, tùy thuộc vào cái
cái vùng mà các bạn chọn, cái vùng các bạn chọn. Như vậy mục đích cuối cùng là mình cũng vẽ được cái table theo cái khung mà chúng ta cần. Đấy, như vậy các bạn thấy là mình có thể là vẽ được cái table như thế. Bây giờ cái bàn tay, cái bàn tay chúng ta làm bằng cách nào? Bàn tay chúng ta làm sao đây? Các bạn nhìn trong sách coi. Như vậy chúng ta thấy là bàn tay, sau đó rồi bộ mắt chống lão hóa, rồi chấm chấm 700 mg, đúng không? 700 mg. Thì cái bàn tay này các bạn sẽ vô trong phần insert fillet. Nhưng mà chỗ này mình có thấy bàn tay không? Mình có thấy bàn tay không? Nếu như mình chưa thấy bàn tay thì làm sao để mình lấy được bàn tay ra? Làm sao đây? Làm sao để mình lấy được cái bàn tay? Mình chọn define new và chọn symbol. Mình sẽ tìm đến cái chỗ nào mà nó có cái bàn tay. Như vậy cái bàn tay nó sẽ nằm ở trong cái font là winding. Bàn tay nó nằm ở trong cái font là winding. Đó, mình thấy bàn tay rồi nè. Chú ý là chọn font winding ha. Mình đã thấy được cái bàn tay. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cái này làm fillet. Chọn cái này làm fillet để mà chúng ta setup cho cái phần này. Như vậy thì khi mà chúng ta chọn như thế, các bạn đã có được cái fillet ở đây. Đó, cái bàn tay. Được chưa? Các bạn có được bàn tay thì lúc này ở phía dưới này nó không có. Vậy giờ sao? Giờ sao cho phía dưới này nó có? Thì chúng ta sẽ, một là chúng ta chọn hết cả bốn dòng, rồi chúng ta định nghĩa billet thì nó có hết cả bốn dòng. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta chỉ có một dòng thôi, chỉ có một dòng thôi, thì chúng ta sẽ copy cái định dạng đó xuống dòng dưới, format painter ha, chúng ta copy xuống dòng dưới. Ở tại đây các bạn làm cho thầy luôn cái tab stop chấm 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 đó. Như vậy lúc này chúng ta sẽ sử dụng tab stop phải, thấy bên góc không? Bên góc nè, tab stop phải, và mình sẽ đặt ở cuối dòng, đặt ở cuối dòng. Và chúng ta sẽ double click lên cái tab stop này. Chúng ta mở cái bảng này ra. Set cho thầy cái này là leader 2. Leader là 2. Set. Ok. Bây giờ mình tab đến được không? Không, nó nhảy xuống dòng dưới. Vậy mình làm sao? Control tab, chính xác. Vậy chỗ này chúng ta sẽ gõ vô đây là bộ mắt. Rồi chúng ta control tab đến đó 700 mg. Bây giờ xuống dưới dòng dưới nó không có luôn, không có violet, cũng không có tab stop. Làm sao? Thầy hướng dẫn lúc nãy, chúng ta sẽ copy cái định dạng ở trên, kéo xuống đây cả ba dòng, thì nó xuất hiện cho bạn vừa violet vừa tab stop có sẵn. Chỗ này sản sinh tế bào máu, sản sinh tế bào máu, control tab 1,3 mg cho đến 10 mg
chỗ này lúc nãy thầy thấy có bạn làm rồi nhưng không chính xác. Chú ý chỗ này giúp thầy. Lúc nãy thầy đi xuống thấy có bạn làm rồi. Tương tự như vậy, tổng hợp giúp xương chắc khỏe thì các bạn làm tương tự. Bây giờ thầy sẽ cho cái bảng này nó nhỏ lại. Nhỏ lại. Và thầy sẽ chèn cái gì vào đây? Chèn cái hình vào. Mình cho nó nhỏ lại rồi mình chèn cái hình vào. Chèn cái hình vào đây. Các bạn chọn Insert Picture Desktop đi. Rồi. Ví dụ thế. Ảnh này chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn của nó là gì? Rồi, chọn chế độ của nó là trên hoặc dưới text cho nó dễ, chúng ta muốn di chuyển đâu cũng được. Bây giờ chúng ta muốn đặt ở đâu thì nó nằm ở đây. Rồi, bức ảnh của mình xong nó có gì nào? Có khung. Thì chúng ta sẽ chọn vô phần format của nó và chúng ta chọn khung ở đây. Đây. Đơn giản là chúng ta có khung ở đây. Đấy, như vậy là lớn nhỏ gì cũng được, các bạn đừng quan tâm. Nếu như có thời gian thì các bạn chỉnh khung nhỏ lại. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng cái khung này cũng được, không sao cả. Ha, picture border, chúng ta có thể chọn cái size nhỏ. Đó, chọn bạn điều chỉnh lại cái size cho nó. Còn không thì chúng ta cứ để vậy, không sao cả. Rồi, coi như là chúng ta làm xong. Cái table này chúng ta kéo qua một tí nữa. Đó, như vậy là xong. Đừng có cầu kỳ phần này. Rồi, ở phía trên nếu có thời gian các bạn quay trở lại, các bạn sẽ làm cho cái này nó là gì? Cái phần này thực chất nó là gì các bạn? Phần này nó là quật ạt. Các bạn sẽ chọn một cái loại quật ạt ở trong này. Rồi sau đó các bạn sẽ thêm những cái format liên quan. Cloud là cái bóng mờ ở bên ngoài. Ở đây chúng ta thấy nó màu vàng, màu xanh, nhưng mà thực ra thì chúng ta cứ chọn thôi. Lúc mà in ra thì nó màu xám hết. Cho nên cái đề màu xám thì chúng ta không quan tâm, trừ khi là cái đề người ta cho đề màu thì mình sợ. Nói như vậy là xong. Nói chung là đừng có cầu kỳ, đừng có ngồi lâu cái phần này. Được không? Như vậy quật chúng ta là ổn ha. Rồi ở dưới câu số 3. Câu số 3 của mình nó là trang 88. Thì cái đề chúng ta có rồi. Cái mục ở đây chúng ta kẻ khung bảng lương, cái đề nó bị gấp chỗ này tí xíu, thì chỗ này chúng ta sẽ insert thêm cái dòng số 5 mới là bắt đầu của chúng ta. Bảng lương là từ cột A cho đến cột F. Cột A cho đến cột F là chúng ta mệt lại. Rồi chúng ta cho chữ lớn. Đấy, như vậy là chúng ta đã có cái chữ bảng lương. Tiếp tục cái đoạn này chúng ta sẽ kẻ khung. Như vậy chúng ta có thể là format bằng cách này thì nó sẽ nhanh hơn. Đây các bạn chọn format bảng luôn. Format bảng. Mình có tiêu đề. Nó hỏi là cái bảng của mình có tiêu đề không? Đây có nè. Cái này là tiêu đề của bảng. Ok. Như vậy nó tự động nó chọn màu cho mình luôn. Còn không, nếu như các bạn quen làm rồi thì các bạn chỉ cần làm gì nào? Chọn kẻ khung. Kẻ khung. Rồi ở phía bên ngoài các bạn chọn kẻ khung gì? Ở phía bên ngoài các bạn sẽ chọn kẻ khung đôi. Kẻ khung đôi. Đó, outline khung đôi.
Đó, như vậy là chúng ta xong. Ở phần trên in đậm kênh giữa, phần này in đậm họ tên. Người ta yêu cầu câu thứ nhất làm gì? Lập công thức tính bậc lương là hai ký tự thứ tư, thứ năm của mã số chuyển thành giá trị số. Thứ tư, thứ năm là cái gì đây? Ví dụ như cái này là số mấy? Số mấy các bạn? Ký tự thứ tư, thứ năm là mấy nè? 50, 51. Mình lấy ra đúng số 51 thì ok, còn nếu không đúng thì mình phải lấy lại bằng, lấy ở giữa đúng không nào? Dùng hàm middle. Lấy ở đâu? Lấy ở mã số. Lấy từ ký tự thứ mấy? Lấy từ ký tự thứ tư. Lấy mấy ký tự? Hai ký tự. Rồi, như vậy chúng ta đã lấy ra được sai gì đây? Hả? À, middle chứ không phải là min. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã có lấy hàm, lấy giữa. Sai sao? Lấy ký tự thứ tư và thứ năm. Thứ tư và thứ năm. À, anh này anh chỉ có bậc 5 thôi à. 5 là 51. Bậc lương ký tự thứ năm, tư và năm. Ok. Như vậy là ảnh bậc 5 đúng không? Rồi, nó đang canh bên này là bên trái. Thì không phải là số. Mình sẽ dùng hàm gì? Và liều đóng ngoặc lại. Như vậy mình có anh này là lương bậc 5, 4212. Thâm niên là ký tự cuối chuyển thành giá trị số. Ký tự cuối bằng gì đâu? Right. Ở phần cuối đúng không nào? Phần cuối của cái này mình lấy một ký tự. Thì hôm trước mình nói nếu bạn có thể là phẩy một hoặc là không cần phẩy cũng được, bởi vì mình chỉ lấy ký tự cuối thôi. Lấy ký tự cuối thôi thì mình không cần phẩy cũng đúng, mà mình phẩy một cũng được, và mình cũng chuyển thành giá trị số. Và mình có thâm niên ở đây. Chèn cột chức vụ vào bên trái cột lương. Cơ bản chèn cột chức vụ vào bên trái. Lấy chuột phải chọn insert thì nó nằm ở phía trước. Trước tức là trái. Rồi điền chức vụ của từng người dựa vào hai ký tự đầu và dò trong bảng. Bảng này người ta cho theo cái gì đấy? Bảng này người ta cho theo gì? Người ta cho theo dạng cột thì mình dùng gì nào? Chức vụ với lookup. Lấy cái gì để dò? Hai ký tự đầu. Hai ký tự đầu của mã số phẩy 2. Chúng ta đã lấy được hai ký tự đầu. Dò ở đâu? À, dò trong bảng 1, tức là dò trong bảng này. Cần làm gì nữa? F4 chính xác. Phải tìm thấy thì trả về cột máy. Mình nhìn trong bảng này, cái chữ trưởng phòng, phó phòng, nhân viên này là đang nằm ở cột máy trong bảng dò. Cột số 2. Dò tìm chính xác hay là dò tìm tương đối? Chính xác, nhấn số 0. Như vậy đây là công thức của mình. Dò tìm hai ký tự đầu của mã số, dò trong bảng 1, lấy về tên, tức là cột 2.
và chúng ta đã lấy được chức vụ trưởng phòng, phó phòng, nhân viên bảo vệ. Lương cơ bản, lương cơ bản ở đây người ta không cho, mà người ta nói nếu trưởng phòng thì 900, phó phòng 700, nhân viên 600, bảo vệ 400. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng hàm hiếp lòng nhau. Nếu như chức vụ, bây giờ chỗ này nè, nếu như các bạn sử dụng cái chữ TB thì có phải là mình phải quay lại mình lấy lép một lần nữa đúng không nào? Mình phải lấy lép một lần nữa. Lép của chức vụ phải 2 bằng bằng gì? Bằng trưởng phòng thì sao nào? 900 12 123 phải. Bây giờ nếu như mình gõ lại thì cũng được, còn không thì các bạn mở rộng chỗ này ra, các bạn copy nguyên cái if này cho thầy, nguyên cái if này luôn. Ctrl C đưa con trỏ ra phía cuối, các bạn Ctrl V. Nếu như lép đó bằng phó phòng thì chỗ này mình sẽ là 700, thay số 7 ra phía cuối, mình Ctrl V một lần nữa. Nếu như chỗ này bằng nhân viên thì mình trả về kết quả là 600. Còn lại có nếu nữa không? Không, hết rồi, mình không cần nếu nữa. 400. 1 đóng ngoặc, 2 đóng ngoặc, 3 đóng ngoặc. Như vậy mình có anh này trưởng phòng. Được chưa nào? Bảo vệ 400, nhân viên trưởng phòng, phó phòng. Như vậy bạn copy trực tiếp trên cái dòng soạn thảo công thức thì chúng ta sẽ copy nguyên cái lép này, nguyên cái if này cho nó nhanh. Còn không thì chúng ta gõ lại thôi. Ha, công thức cuối cùng của mình là như thế. Ở phần công thức if này có ai thắc mắc không? Rồi, dễ. Tiếp tục, lương T, tức là lương tháng, lương cơ bản nhân bậc lương. Và nếu, chú ý chỗ nếu, có thâm niên từ 10 năm trở lên thì được cộng thêm 500 ngàn. Bây giờ mình làm hai ý để mình lấy điểm nè. Thứ nhất, lương tháng sẽ bằng lương cơ bản nhân thâm niên, nhân bậc lương. Đó, mình cứ làm cái này trước đi. Nếu như các bạn không biết thì đây là một cột điểm, một nửa số điểm. Lương cơ bản nhân bậc lương. Được chưa? Nếu bây giờ mình mới bắt đầu nếu nè. Nếu như ai thâm niên từ 10 năm trở lên thì được cộng 500. Được cộng 500. Chỗ này mình sẽ cộng thêm nếu thâm niên lớn hơn có bằng không? 10 năm có bằng không? Người ta nói rằng thâm niên từ 10 năm trở lên, tức là 10 năm vẫn được. Còn nếu mà người ta nói là thâm niên trên 10 năm thì không có bằng. Người ta nói là 10 năm trở lên, tức là có số 10, thì chỗ này phải là bằng 10 thì sẽ được cộng thêm 500. Còn nếu không thì sao? Không thì không cộng. Đó, như vậy công thức của chúng ta cuối cùng là nó như thế. Bởi vì không có anh nào trên 10 hết. Bây giờ mình thử cái anh này coi có 10 hay không. Thâm niên của ảnh, chỗ lúc nãy người ta nói thâm niên là hai ký tự cuối của mã số thâm niên. À, vậy là mình sai rồi. Thâm niên là hai ký tự mà mình lấy có một ký tự à. Sai rồi. Thâm niên anh này là 12 năm nè. Anh này 9, anh này 15, anh này 53. Rồi ok. Như vậy mình thấy là
bản thân cái ông trưởng phòng này ông có thâm niên là 12 năm, ông sẽ được cộng thêm 500. Như vậy là mình đã tính được cái câu B của cái bài chúng ta. Được không? Phần PowerPoint dễ hay khó? Phần PowerPoint thì chúng ta chủ yếu là ở cái chỗ cái slide số 3. Slide số 3 là chúng ta sẽ insert một cái smart chart, tức là cái kiểu chúng ta sẽ chọn một cái font bất kỳ đi. Cái style này nó có, mình sẽ chọn design ở trong này. Nếu như trong bài làm của các bạn mà không có cái kiểu giống như trong đề thì các bạn sẽ chọn một kiểu bất kỳ, không nhất thiết phải giống hoàn toàn. Đó, mình sẽ chọn. Còn nếu như các bạn để trắng thì lại một vấn đề khác. Để trắng là người ta trừ điểm nha. Còn nếu như các bạn nhìn ở đây mà các bạn thấy là nó không có cái style mà giống cái mà trong đề thì các bạn chọn một cái mẫu nào đó, ít nhất người ta cũng biết là bạn chọn được cái style. Ở đây phần cái slide 1 các bạn gõ tiêu đề vô, rồi cái chữ vitamin thì các bạn chỉ cần là insert cái test. Insert cái test, họ tên, đúng không? Ví dụ các bạn gõ vô đây là insert cái test, các bạn chọn là thiếu vitamin C. Rồi đó, thì chỗ này các bạn sẽ đóng khung cho nó vô đây. Và cái này mình chưa có khung thì mình sẽ format cho nó shape outline khung màu đen. Đó là mình đã có khung rồi. Nếu mình trình chiếu lên thì nó có khung nè. Được không? Thực ra cái này rất là dễ. Rồi, họ tên thí sinh số mấy cũng tương tự. Với cái slide 2 các bạn sẽ chèn vô đây một bức ảnh, hai bức ảnh. Bạn sẽ chèn ảnh, chèn trực tiếp cũng được, còn không thì mình chèn ở đây picture. Ở đây có gì khác, chọn cái khác đi. Để coi có cái gì nào. Rồi chọn cái một picture cho nhỏ lại. Insert một picture khác. Rồi. Và hai picture này chúng ta chọn là gì? Format cho nó là có khung và có bóng. Khung lớn hoặc là khung nhỏ. Ở đây là khung nhỏ. Khung nhỏ thì các bạn có thể là chọn là picture border. Đó, khung cho nó dễ. Rồi cái này nó là bóng đổ thì nó là sau đó bóng xuống phía dưới bên phải. Đây, phía dưới bên phải. Như vậy các bạn đã chọn được bóng đổ đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta làm rất là đơn giản cho cái bức ảnh của chúng ta. Các bạn thấy thầy đang làm gì? Bức ảnh này lúc nãy là nó không có format nè. Bức ảnh này nó có border, có shadow đúng không? Nếu cần thì các bạn sẽ chỉnh cái shadow này cho nó dài ra. Chúng ta có thể chỉnh cho nó size. Đó. À, 95. Rồi, ví dụ như vậy, mình chỉnh ra cho có thấy nó xa.
bây giờ chỗ này không có nè, mình lấy cái format painting, tức là copy cái format trước, đúng không? Mình click vô đây, mình click vô bức tranh sau, tự động nó đem ra, mình không cần làm nữa. Như vậy là chúng ta đã format xong cho cái slide 2. Qua slide 3, chúng ta sẽ insert một cái smart graphic. Thì trong cái smart này, các bạn sẽ chọn cái dạng mạch vòng. Vòng trong này nó có sao nhỉ? Đây đúng không? Cái này là có mũi tên. Đây, cái này không có mũi tên nè. Đó đó. Và sau khi các bạn thấy cái style này nó giống, các bạn ok, thì chỗ này test 1 chúng ta sẽ để là xoài, test 2 giờ này mà xoài với đu đủ thôi, test 3 cà rốt, test 4 chuối, test 5 táo. Rồi sao nó không để đá lạnh trong này nữa. Ok, như vậy các bạn sẽ chèn picture vào. Trong lúc thi thì người ta sẽ cho các bạn thư mục hình ảnh, các bạn chèn vào. Được chưa? Như vậy chủ yếu là cái style bar thôi. Trời ơi, slide dòng thiếu vitamin liên kết đến slide 2, dòng thiếu vitamin nha liên kết đến slide 4. Cái chỗ này là cái mà chúng ta cần nè. Cái này là slide 4 nè. Slide 4 chúng ta thử chèn một cái hình bất kỳ vô đi để chúng ta biết nó là slide 4 ha. Rồi. Thiếu vitamin C. Đây. Các bạn chọn cái dòng này. Sau đó làm gì nữa nào? Làm gì? Chúng ta có thể chọn. Chọn sao? Lean. Lên đến đâu? Lên đến file hiện tại. Lên đến file hiện tại, current folder, current file. À, khoảng vị trí đây nè, chỗ này nè, liên kết đến vị trí trên cái tài liệu này. Vậy người ta nói là thiếu vitamin C thì liên kết đến slide 2. Click vô đây. Được chưa? Rồi tương tự chỗ này thiếu thì các bạn liên kết đến slide 4. Rồi gì nữa? Chọn hiệu ứng xuất hiện. Chọn hiệu ứng xuất hiện. Xuất hiện là ở đâu? Tùy ý cho tất cả các đối tượng trong slide 2. Các đối tượng trong slide 2. Chọn hiệu ứng xuất hiện thì các bạn sẽ có hai cái hiệu ứng nè, chú ý. Một là các bạn chọn transition là hiệu ứng cho cái gì? Hiệu ứng này là hiệu ứng chuyển trang. Chuyển trang nha. Còn hiệu ứng mà người ta nói là các bạn sẽ chọn hiệu ứng ở bên này. Như vậy với một cái đối tượng của mình thì khi mà chúng ta chọn một hiệu ứng thì người ta sẽ nói là hiệu ứng bất kỳ là đây. Hiệu ứng xuất hiện nè, hiệu ứng thay đổi nè, và ở dưới này là hiệu ứng biến mất. Các bạn có được học cái này không? Rồi mình thử ba hiệu ứng nha. Trong đề thì người ta chỉ yêu cầu mình là hiệu ứng xuất hiện thôi, nhưng thầy sẽ làm cho các bạn ba hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất, xuất hiện là mình cho nó mờ, nó tỏ dần. Ok. Các bạn sẽ xem bên cái phần là bạn sẽ hiển thị cái bảng. Hiển thị cái bảng nè. Các bạn sẽ thấy nè, đây là hiệu ứng thứ nhất. Cũng là cái đối tượng này, nhưng thầy chọn add nha. Add. Chứ nếu như bạn không chọn add mà bạn chọn ở đây, bạn đổi một cái là nó thay đổi từ cái hiệu ứng xuất hiện sang cái hiệu ứng biến đổi, chứ nó không thêm. Mình muốn thêm thì mình phải bấm vô cái chỗ add này. Chú ý chỗ này giúp thầy. Ví dụ thầy chọn ở đây. Đó, nó có hiệu ứng 1 à. Thấy không? Như vậy là mình muốn thêm thì mình phải chọn vô add hiệu ứng thay đổi.
ví dụ lúc lắc cái thêm. Rồi tiếp tục một cái hiệu ứng nữa là hiệu ứng biến mất. Biến mất, play out, biến mất. Như vậy mình có tổng cộng 3 hiệu ứng cho một đối tượng. Trong đề người ta yêu cầu hiệu ứng xuất hiện thôi, nhưng đôi khi có một số đề người ta yêu cầu là hiệu ứng thay đổi, có số đề người ta hiệu ứng biến mất, thì mình cũng phải biết là nó nằm ở đâu. Ví dụ chỗ này chỉ có hiệu ứng biến mất thôi. Hiệu ứng biến mất, xoay vòng vòng cái biến. Rồi mình thử nào, mình sẽ trình chiếu cái này lên. Lít chuột xuất hiện, lít chuột biến đổi, lít chuột biến mất. Còn cái cuối cùng này một hiệu ứng duy nhất, cho nên khi mình trình chiếu lên là nó đã xuất hiện rồi. Nó đã xuất hiện rồi, mình lít chuột cái là nó biến. Đấy là tùy theo cái yêu cầu của đề. Khi nhấp chuột vào các đối tượng tự động lần lượt xuất hiện. Hết. Mấy điểm rồi? 9 điểm ha. Tạm thời như thế.